Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh pha lê dạng chùm rất chi là đẹp. Cái mẫu này tương đối nó dài này. Tất cả các chóp cạnh ở đây, các chi tiết ở đây nó đều là nguyên bản tự nhiên, không hề gắn ghép, không hề mài giũa gì cả. Một mẫu tinh thể thạch anh pha lê đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Cái mẫu này thì có chiều cao này, nó là cao tới 13 cm. Đấy, bề này cao 13 và bề này điểm này rộng nhất, điểm này là 12 cm. Ở đây nó vẫn bám một ít cái quặng tạp chất, có lẽ là quặng sắt, nó có màu hơi đen. Các tinh thể thì nó đã đạt độ pha lê rất chi là trong, tương đối là nguyên vẹn các tinh thể này. Mẫu này có khối lượng của đá nặng là 700 g. Và hiện cái mẫu này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 550.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo cho tôi, bằng cách để lại địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các quý vị. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, không hề gắn ghép, không hề mài giũa, không hề cắt gọt. Quý vị có thể kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu phát hiện không đúng theo cam kết thì tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định giám định. Quý vị có thể kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ gửi đến các quý vị. Ngày nào kênh của tôi cũng có các video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên đến với các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.